vào cái chăn kia. Vụ cứu người ô tô tai nạn. Chăn nó chui vào được mà lại không ấy ở. Đây là cầu thủ Danh Hải. Anh đang thường trực đây chú. Anh kia biết bơi cứu người ngay. Đang đập kính cứu người. Người đéo đâu đập. Tôi chưa biết đâu mà. Nó phi kiểu đéo xuống đây nhỉ. Đặt B25 cái gì. Phi kiểu lôi vô trên kiểu. À đi. Bây giờ hiện tại chưa biết không người bên trong hay không mà đợi. Đây. Đang đập cái chỗ. Đấy đâu, phải sao beng beng beng. Tôi còn nhượng được. Cái này hai đứa mà không gặp được đâu. Cái cửa sổ trời đấy. Bây giờ người ta đây phải không có đi đâu em ơi. Đây mọi người đang chạy xuống để đập kính để cứu người. Dân ở đây. À đây rồi, búa kia hiệp ngay. Búa này đâu lắm, chờ lại xuống đi. Cái búa đấy, khỏi búa. Chiến ơi, lấy xe beng đi. Lấy xe beng đục cửa. Ui, lại mất tay rồi. Mất tay rồi. Đâu? Ui. Ui. Thôi à? Không, không, không à. Không béo. Không béo. Gặp chưa? Không còn ai trong này đâu. Đúng rồi, cầu hình mình nhá. Không còn người. Công tác cứu hộ hình như là thất bại. Vứt mẹ xe máy. Mẹ à. Người xem mình phải chiều khán giả đi. Nhưng mà chúng ta là làm gì có ba ba chạm gì đâu, làm cho ba chạm ra làm gì đâu. Xe dù không? Các bạn chạy đường quá. Các bạn phải vào đây. Một mình đi Huyền. Ông là cái bàn kia ngon kìa nhỉ, kiếm được cái bàn kìa. Kiều đi từ Hà Nội về Hải Phòng bán nhé.